Một chiêu trò dễ thấy mà gần đây lại rộ lên đó là mạo danh đài truyền hình Việt Nam để mà tổ chức các cuộc thi. Chiêu trò này thì không mới, thế nhưng vẫn có nhiều người bị mắc bẫy, thậm chí là bị lừa đảo với số tiền lên tới cả tỷ đồng. Chị ơi, sao chị chửi em là lừa đảo ạ? Thì bây giờ chị đang đến chỗ đài truyền hình đây rồi, chị đang đợi em ở đây rồi thì... Bây giờ em đang rất là bận gì ạ? Em có nói gì rồi, giờ hiện tại em đang rất là bận, em không thể không nói gì. Từ hai vật thể lạ được tìm thấy tại Peru, một tin đồn xôn xao mạng xã hội đã xuất hiện khi mà cho rằng đây chính là xác ướp người ngoài hành tinh. Tin đồn này đã châm ngòi cho nạn đào mộ cổ vốn đã tồn tại ở quốc gia Peru này. Hòa bình đang xa vời hơn bao giờ hết sau 6 tháng xảy ra chiến sự tại dải Gaza. Hãy bắt đầu với câu chuyện mạo danh Đài truyền hình Việt Nam để tổ chức các cuộc thi. Đây là một câu chuyện không còn mới, dù là chúng tôi cũng đã nhiều lần cảnh báo đến quý vị rồi. Thế nhưng đáng buồn là vẫn có không ít những nạn nhân mắc bẫy, thậm chí là đã có trường hợp bị với số tiền lừa đảo lên tới cả tỷ đồng. Vâng ạ, nhưng mà thay vì nhắm vào đối tượng trẻ em thì lần này vỏ bọc được các đối tượng lừa đảo tạo ra đó là tuyển người mẫu tham gia vào các chương trình như là duyên dáng áo dài dành cho người lớn. Quý vị cần phải hết sức cẩn trọng, đặc biệt là với thông tin liên quan đến việc chuyển tiền làm nhiệm vụ để được tham gia các chương trình. Đăng ký thành công, thông tin ứng viên. Đây là giao diện màn hình thông báo người phụ nữ này nhận được sau khi đăng ký tham gia chương trình duyên dáng áo dài thông qua một trang mạng xã hội. Với màn hình này, nạn nhân đã tin đây là chương trình do VTV tổ chức và liên tục thực hiện yêu cầu của các đối tượng lừa đảo đưa ra. Đó là chuyển tiền tăng tương tác cho nhà tài trợ với số tiền tăng dần. Lần thứ hai, nhiệm vụ thứ hai của tôi cũng đã tin, đã chuyển đủ cái số tiền đấy. Từ lần thứ ba thì là tôi lúc đấy nổi lên cái nhiệm vụ ba, nó nhiều tiền quá là tận 18 triệu. Thì lúc đấy thì lần tôi mới biết là cũng nghi thôi, cũng chưa phải chắc chắn lắm là bị lừa. Khi nạn nhân bắt đầu nghi ngờ, đối tượng lừa đảo tiếp tục các chiêu trò tạo niềm tin. Thường thấy như xuất hiện cò mồi là những tài khoản cũng đang làm nhiệm vụ, khẳng định đã được hoàn tiền. Đối tượng tự xưng là Nguyễn Hữu Chí, nhân viên VTV, cũng gửi thông tin ảnh thẻ, căn cước công dân để thúc giục nạn nhân chuyển tiền. Tôi tin quá, lại còn tất cả cái đều giấy tờ, đều ghi hình VTV, làm cho tôi nghĩ là tin thật sự luôn. Tôi không nghĩ là mình bị lừa. Và phải đến khi số tiền chuyển đi lên tới hàng chục triệu đồng mà không được hoàn lại, trực tiếp tìm đến đài truyền hình Việt Nam, người phụ nữ này mới chắc chắn mình đã bị lừa. Alo, alo, chị đây. Chị ơi, sao chị chửi em là lừa đảo ạ? Thì bây giờ chị đang đến chỗ đài truyền hình đây rồi, thì chị đang đợi em ở đây rồi thì... Bây giờ em đang rất là bận gì ạ? Em có nói gì rồi, giờ hiện tại em đang rất là bận, em không thể không nói gì. Dĩ nhiên là không thể đón khi đầu máy bên kia là đối tượng mạo danh. Đài truyền hình Việt Nam cũng có biên tập viên Nguyễn Hữu Chí, nhưng bản thân anh cũng là nạn nhân khi không ít lần bị các đối tượng mạo danh để lừa đảo. Và theo các chuyên gia an ninh mạng, trong các vụ việc lừa đảo trực tuyến, khả năng lấy lại tiền của nạn nhân gần như bằng không. Có những thông tin nó sai, ví dụ như tôi là người miền Tây nhưng mà trong quê quán hay là trong địa chỉ thường trú thì để là ở Thanh Xuân, Hà Nội hay gì đó tôi không nhớ rõ. Với những người mà họ chỉ thoáng qua nhìn thấy tôi trên đài truyền Việt Nam thì chắc có lẽ họ sẽ bị lừa, và tôi nghĩ rằng mọi người cần cảnh giác kỹ càng hơn, theo dõi những cái thông tin, đặc biệt là với những cái đối tượng mà thông thường, ví dụ như với những cuộc thi của đài truyền hình Việt Nam thì cũng sẽ không kêu gọi mọi người là phải đóng góp một cái khoản phí nào cả để có thể tham gia chương trình. Khi tiền đã chuyển ra khỏi tài khoản và nó chuyển sang những tài khoản ngân hàng khác hoặc là có thể là những cái tài khoản ngân hàng ở nước ngoài thì cái việc lần lại dấu vết và lấy lại tiền là rất là khó và thường là chúng ta sẽ mất tiền. Mạo danh VTV với vỏ bọc tổ chức các chương trình khác nhau, các đối tượng vẫn liên tục lừa đảo và chiếm đoạt hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân. Bản thân người dùng mạng xã hội cũng cần có sự cẩn trọng, đặc biệt là khi các đối tượng lôi kéo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chuyển tiền trực tuyến. Vâng, nhắc đến BTV Hữu Chí, tôi nhớ tới một nạn nhân mà mình đã từng phỏng vấn là cũng bị đối tượng lừa đảo mạo danh là BTV Hữu Chí để lừa đảo. Thì anh có chia sẻ rằng là còn tinh vi hơn cái trường hợp vừa rồi cơ, đó là ngày ngày đối tượng lừa đảo này gửi những cái video clip dẫn của biên tập viên Hữu Chí và nói rằng là à đấy, ngày hôm nay anh có xem em dẫn không? Đó là lý do vì sao mà em trả lời tin nhắn của anh muộn. Và không những thế đâu, khi mà tham gia các thử thách ý, thì ban đầu tiền hoa hồng ý, được gửi về rất là đều đặn nữa. Vâng, thực ra thì câu chuyện này nó không mới nhưng mà chúng tôi vẫn cứ phải nhắc đi nhắc lại vì vẫn đang tiếp tục có những người mắc bẫy. Cái dấu hiệu nhận ra đây là một cái bẫy lừa đảo nó cũng rất là đơn giản thôi. Đấy là, thưa quý vị, xin được nhấn mạnh là tại Đài truyền hình Việt Nam,
trong những cuộc thi, chúng tôi không bao giờ, xin được nhấn mạnh là không bao giờ có yêu cầu chuyển tiền để làm bất kỳ một nhiệm vụ nào cả. Nếu như quý vị thấy có một cái thông tin là yêu cầu chuyển tiền để tham gia một cuộc thi nào đấy của Đài Truyền Việt Nam, hãy xác định rằng đó là dấu hiệu rất rõ ràng của một vụ lừa đảo. Bây giờ xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Xin mời chị Hải Yến. Vâng ạ. Mở đầu 3 phút tin nhanh, tiếp tục là những thông tin về cảnh báo lừa đảo. Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá một ổ nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo bán đá thiên thạch và sừng tê giác để chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn là giới thiệu là đang sở hữu đá thiên thạch, sừng tê giác quý hiếm, đồng thời cho người bị hại xem hình ảnh các hợp đồng mua bán thiên thạch có giá trị lớn để tạo lòng tin và cam kết nếu đầu tư sẽ thu được lợi nhuận hàng tỷ đô la Mỹ trong một thời gian ngắn. Nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền nhiều tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục xác minh làm rõ xử lý các đối tượng còn lại. Một nam tài xế chạy xe công nghệ ở huyện Bình Chánh đã bị phát hiện có hành vi tự dùng dao đâm vào đùi nhằm tạo hiện trường giả là bị cướp tài sản. Theo Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 5 tháng 4, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh một tài xế xe ôm công nghệ bị đâm dao vào đùi và cướp đi 27,5 triệu đồng. Qua quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng nhận định sự việc không phải là vụ cướp tài sản mà do nam tài xế tự dàn dựng. Người đàn ông này khai nhận đã dùng tiền vợ đưa gửi vào tài khoản để đi trả nợ riêng nên đã tự dùng dao đâm vào đùi để dàn cảnh là bị cướp. Cho rằng tài xế taxi không mở cửa máy lạnh, một hành khách đã tỏ thái độ hằn học hành hung tài xế. Vào ngày 6 tháng 4, Công an phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản hành vi vi phạm hành chính để tiếp tục xác minh xử lý vụ việc. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành khách đánh, đạp. Và cũng theo clip thì khi di chuyển trên taxi, vị khách nam lớn tuổi đã dùng tay đập vào kính xe, tỏ thái độ bực dọc vì cho rằng xe nóng. Khi taxi đến điểm dừng, vị khách nam đã bước xuống, vòng sang cửa tài xế và bất ngờ dùng chân đạp hành hung tài xế. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã mời những người liên quan về trụ sở để xác minh và làm rõ vụ việc trên. Thưa quý vị, sáng nay kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 vừa diễn ra với sự tham gia của khoảng 95.000 thí sinh trên khắp cả nước. Năm nay kỳ thi sẽ được tổ chức tại nhiều tỉnh thành hơn những năm trước để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh không phải di chuyển nhiều. Kết quả của kỳ thi này được hơn 100 trường đại học cao đẳng sử dụng để tuyển sinh. Ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24 giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày hôm nay thì đã có rất nhiều thí sinh có mặt rất sớm ở tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh để có thể tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì có 17 điểm thi như thế này để thuận tiện cho các thí sinh tham gia. Không chỉ như vậy, năm nay với số lượng thí sinh tham gia rất là đông, với khoảng 95.000 thí sinh. Vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho các em ở các tỉnh không phải di chuyển nhiều thì ban tổ chức cũng đã tổ chức điểm thi ở tại 26 tỉnh thành diễn ra trên cả nước. Điều này cũng sẽ giúp cho các thí sinh có thể thuận tiện hơn với một kỳ thi mà bài thi chỉ diễn ra trong khoảng vài tiếng đồng hồ của một buổi sáng. Tại vì mọi người cũng biết đó là kỳ thi đánh giá năng lực, thành ra là nó rất là quan trọng. Cho nên là em cũng chuẩn bị khá là nhiều, nhưng mà em không biết có đạt kết quả như mình hy vọng hay không, nhưng mà vẫn là đặt niềm tin như chúng mình. Hầu như lớp em là thi hết. Vâng, và cũng như là mọi người trong khối của em là từ những bạn học rất giỏi cho tới những bạn mà học bình thường, học mức trung bình là tất cả các bạn đều học. Tại vì em nghĩ là các bạn đều muốn gọi là tạo cho mình những cơ hội được những trường đại học và xem xét để mình có thể được vào. Đến năm 2025, đề thi sẽ điều chỉnh về phần đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề, đồng thời sẽ điều chỉnh ma trận đề thi theo hướng mới, thí sinh được chọn phần thi theo đúng tổ hợp môn tự chọn. Bài thi của năm 2025 có điều chỉnh để thể hiện cái sự phù hợp với cả chương trình phổ thông mới. Các cái phần về giải quyết vấn đề sẽ được điều chỉnh, sẽ có 6 nhóm vấn đề và thí sinh sẽ được quyền lựa chọn 3 trong số 6 cái nhóm lĩnh vực đó để mà thực hiện cái bài thi. Năm nay là năm cuối cùng mà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức kỳ thi này với cái lượng kiến thức sử dụng kiến thức cũ, và bắt đầu từ sang năm 2025 khi mà kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 sẽ được thay đổi để phù hợp với kiến thức của chương trình giáo dục phổ thông 2018, khi mà lứa học sinh đầu tiên sẽ chính thức tốt nghiệp lớp 12 sau khi đã học 3 năm của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Liên quan đến nam bệnh nhân mắc cúm AH9 tại Tiền Giang, được thông báo vào ngày hôm qua, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có văn bản khẩn đề nghị Sở Y tế tỉnh Tiền Giang tổ chức điều tra nguồn lây và xử lý triệt để ổ dịch, tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp mắc mới, sẵn sàng thu dung, cách ly điều trị theo đúng quy định của Bộ Y tế và chỉ đạo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Và theo tờ The Morning Post dẫn báo cáo của các chuyên gia thì cũng đã có một cảnh báo rằng khả năng xảy ra đại dịch cúm gia cầm có thể tồi tệ gấp 100 lần so với dịch COVID-19. Cảnh báo được đưa ra sau khi xuất hiện trường hợp mắc cúm gia cầm ở người tại bang Texas của Mỹ. Theo các chuyên gia, H5N1 đã được phát hiện ở nhiều loài trên khắp thế giới và đã có biểu hiện lây nhiễm sang nhiều loài vật, chủ yếu là động vật có vú bao gồm cả con người. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ cho biết đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Cơ quan này lưu ý rằng việc virus cúm gia cầm lây nhiễm sang gia súc cho thấy rằng virus đang bắt đầu biến đổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 52% số ca nhiễm H5N1 kể từ năm 2003 đã tử vong. Trong khi đó, thì tỷ lệ tử vong ở những người mắc COVID-19 hiện chỉ là 0,1%, còn tại thời điểm bùng phát đại dịch, tỷ lệ này là khoảng 20%. Thưa quý vị, hôm nay ngày 7 tháng 4 đánh dấu đúng 6 tháng cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas khởi phát. Đau khổ, chết chóc và tàn phá là thực tế sau 6 tháng xung đột, làm gia tăng khoảng cách giữa người Israel và người Palestine đến mức mà cả hai bên cảm thấy như triển vọng có hòa bình gần như ngày càng xa vời. Dựa trên số liệu chính thức, vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, các thành viên của lực lượng Hamas đã phát động một cuộc tấn công vào miền nam Israel, khiến khoảng 1.170 người, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng. Israel đã đáp trả cuộc tấn công nghiêm trọng nhất mà nước này từng hứng chịu bằng chiến dịch quân sự ở giải Gaza của Palestine, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Giờ đây, người Israel sống ở biên giới không còn cảm thấy an toàn khi sinh sống và làm việc cùng người Palestine. Chị Hila Fallon, người Israel sống gần biên giới phía bắc với giải Gaza, nơi ít nhất 20 người đã bị các thành viên Hamas sát hại vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Trước đây tôi tin rằng hòa bình có nghĩa là những bức tường này sẽ phải dỡ bỏ. Ngày 7 tháng 10 họ đã chứng minh cho chúng tôi thấy rằng có thể những bức tường này còn chưa đủ cao. Cuộc chiến ở giải Gaza đã biến phần lớn lãnh thổ này của Palestine thành đống đổ nát. Sau khi 34.000 người thiệt mạng và sau sự tàn phá và bao vây, người dân đang chết đói và chết trong đủ mọi tình huống. Làm sao tôi có thể hy vọng hòa bình sẽ đến, chẳng còn gì để mất cả. Không có cuộc đàm phán hòa bình lớn nào giữa Israel và Palestine được tổ chức trong nhiều năm nay. Điều này có nghĩa là bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai sẽ chịu tác động từ cuộc xung đột chưa từng có hiện nay, khi cả hai bên đều nghi ngờ phía bên kia có còn nhân tính hay không. Người đàn ông cao tuổi nhất trên thế giới, cụ ông John Tinnis Wood, 111 tuổi, người Anh, mới đây đã có những chia sẻ thú vị khi được hỏi về bí quyết sống thọ và sống khỏe. Theo đó, thì cụ Tinnis Wood vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới sau khi cụ ông Juan Vicente Perez Mora, 114 tuổi, người Venezuela, qua đời vào tuần này. Sinh ra ở thành phố Liverpool của nước Anh vào năm 1912, cụ Tinnis Wood sống qua hai cuộc chiến tranh thế giới, đại dịch cúm và đại dịch COVID-19. Cụ từng là nhân viên kế toán, nhân viên dịch vụ bưu chính và đã nghỉ hưu được hơn nửa thế kỷ. Tôi không nghĩ chúng ta có nhiều quyền quyết định về việc mình có thể sống thọ bao lâu, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh cách sống. Nếu bạn ăn uống điều độ và có tập thể thao, thì cả trí óc và cơ thể đều được giữ cho tươi trẻ. Nếu không, mọi thứ sẽ đi xuống một cách nhanh chóng. Chỉ đơn giản như thế, luôn luôn là như vậy. Tôi có thể tự đứng dậy bất kỳ lúc nào và phát biểu cả một bài dài, dù là ở tuổi này rồi. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của hai vật thể được tìm thấy ở Peru, từng gây xôn xao trên khắp các mạng xã hội khi có giả thiết cho rằng đây là xác ướp của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên thì vào hồi đầu năm nay, các chuyên gia khảo cổ và các nhà chức trách của Peru lên tiếng xác nhận đây thực chất là búp bê làm từ xương động vật. Dù là đã lên tiếng xóa bỏ các lời đồn đoán về người ngoài hành tinh xuất hiện tại các khu di tích cổ đại của nước này, nhưng Peru vẫn đang phải đối mặt với nạn đào trộm mộ để bán cổ vật và xác ướp ra chợ đen. Cao nguyên này nổi tiếng với những đường vẽ Nazca trên nền cát của sa mạc, tạo thành hình thù các loài chim và động vật khác khi nhìn từ trên không. Các hình vẽ cổ xưa này từ lâu đã thu hút sự tò mò của các nhà nhân chủng học và cả những người tin rằng người ngoài hành tinh là có thật.
Nazca còn được biết đến với các bãi muối có khả năng khử nước và bảo quản hài cốt, khiến nơi đây trở thành địa điểm có những phát hiện khảo cổ quan trọng giúp mở mang hiểu biết về các nền văn hóa cổ đại. Và đây cũng là điểm đến của những băng đảo trộm mộ. Lindo Rivera bị kết án vào năm 2022 về tội xâm phạm các di tích công cộng vì khai quật hiện vật. Rivera đã trở thành tâm điểm chú ý khi người này buôn lậu hai vật thể đến Mexico và gọi đó là xác ướp người ngoài hành tinh. Ông ta thậm chí còn tuyên bố rằng vẫn còn nhiều xác ướp như vậy tại Peru. Một số chuyên gia cho rằng chính những thông tin lan truyền chưa rõ tính xác thực về dấu vết của người ngoài hành tinh đã thổi bùng vấn nạn đào trộm mộ. Nhiều nhà khảo cổ học do đó đã lên tiếng kêu gọi giới chức Peru tăng cường hình phạt đối với hành vi cướp bóc hiện vật văn hóa. Đã có một số trường hợp bị trừng phạt về mặt pháp lý với những kẻ buôn lậu, những kẻ khai quật mộ bí mật tại các địa điểm khảo cổ, nhưng chưa ai bị bỏ tù về hành vi này cả. Nếu văn hóa khảo cổ của chúng ta đã làm nên di tích Machu Picchu, những đường vẽ Nazca mà không cần sự giúp đỡ từ người ngoài hành tinh, thế nên bất kỳ ai thêu dệt nên ý tưởng đó đều có mục đích vụ lợi nào đó. Khoa học đã giúp chứng minh điều này. Theo UNESCO và Tổ chức Hải quan Thế giới WCO, kể từ đại dịch COVID-19, hoạt động buôn bán các cổ vật văn hóa đã bùng nổ trên khắp thế giới. Theo WCO, việc ngăn chặn cổ vật bị đưa khỏi Peru bất hợp pháp là một thách thức bởi quốc gia này có chung biên giới với 5 quốc gia và có 27 cửa khẩu biên giới. Theo Bộ Văn hóa Peru, họ đã thu giữ nhiều hiện vật bằng các biện pháp soi chiếu qua máy quét an ninh ngay tại sân bay và phần lớn các vụ việc đều liên quan đến khách du lịch. Một công ty khởi nghiệp ở Anh đã có ý tưởng biến tấm pin mặt trời trong không gian thành điện năng. Những tấm pin này được chuyển đổi dưới dạng vi sóng để chiếu từ không gian về trái đất để từ đó kết nối với lưới điện. Space Solar cho biết mục tiêu của họ là tạo ra điện năng 24 giờ một ngày trong suốt cả năm bằng việc đưa các tấm pin mặt trời vào không gian. Dự án năng lượng mặt trời trong không gian bao gồm các hệ thống năng lượng mặt trời quy mô lớn, nhẹ cùng với hệ thống gương để thu và chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng, tất cả đều ở trên quỹ đạo. Công nghệ mới này không có bộ phận chuyển động, giúp giảm đáng kể chi phí. Còn hiện tượng nhật thực toàn phần dự kiến diễn ra vào ngày mai thì đang khơi gợi sự quan tâm của đông đảo học sinh ở Mỹ đối với khoa học. Vâng, một số trường học nằm ở trong khu vực có thể quan sát được nhật thực toàn phần đang chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức cho học sinh theo dõi và tìm hiểu về hiện tượng thú vị này. Rằng tiếng trống sẽ xua tan bóng tối. Tôi thực sự vui mừng khi thấy học trò của mình trở nên năng động, chịu giao tiếp và kết nối với nhau sôi nổi hơn, chứ không như trước đây khi có nhiều em quá ít nói. Đồng thời những em lớp lớn thì có tạo nên một vùng tối trên trái đất vào ban ngày. Thưa quý vị, hàng chục triệu người Mỹ sẽ có cơ hội được ngắm nhật thực toàn phần vào ngày mai, ngày 8 tháng 4, theo giờ địa phương. Đây là chủ đề đang thu hút nhiều sự chú ý trên báo chí Mỹ những ngày này. Vâng, hiện tượng hiếm gặp này dự báo là sẽ tạo ra một khoản lợi nhuận hàng tỷ đô la Mỹ cho các doanh nghiệp và các bang ở Mỹ. Cụ thể câu chuyện này ra sao? Phóng viên Công Tùng sẽ điểm báo Mỹ về chủ đề này. Xin kính chào quý vị khán giả. Ngày 8 tháng 4, 15 bang Mỹ sẽ được xem nhật thực toàn phần. Khi đó, mặt trăng sẽ nằm thẳng hoàn toàn giữa trái đất và mặt trời. Sự kiện này dự báo sẽ mang lại nguồn lợi nhuận kinh tế không hề nhỏ cho nhiều bang ở Mỹ. Theo USA Today, nhật thực toàn phần rất hiếm gặp. Vậy nên hàng triệu người Mỹ không ngại chi tiền đổ dồn tới những nơi nhật thực toàn phần diễn ra. Năm 2017, NASA ước tính có 215 triệu người Mỹ bằng nhiều cách khác nhau đã xem nhật thực toàn phần. Hiện tượng năm nay được xem còn ấn tượng hơn nhiều và số người xem dự kiến còn tăng mạnh hơn năm 2017. Theo NPR, các khách sạn, khu cắm trại trên trục đường nhật thực đi qua từ Maine đến Texas đã hết chỗ. Khoảng gần 4 triệu người dự kiến sẽ đến đó để xem. Tình trạng khẩn cấp được ban bố ở nhiều địa phương do lo ngại khi khách du lịch tăng đột biến đi kèm với khả năng bùng nổ chi tiêu vào dịp này. Tổn thương mắt khi xem nhật thực có thể xảy ra nếu không có kính chuyên dụng. Chính vì vậy, các doanh nghiệp kinh doanh kính quang học dự báo sẽ thu được khoản lợi nhuận khổng lồ từ hiện tượng lần này. NBC cho biết, American Paper Optics, nhà chuyên sản xuất kính 3D, có trụ sở tại Tennessee, dự kiến sẽ thu được 75 triệu đô la, vượt qua con số 45 triệu đô la mà công ty này đạt được vào năm 2017 khi
khi nhật thực diễn ra. Công ty phân tích tài chính Perryman ước tính rằng Texas, bang đầu tiên đón nhật thực toàn phần ở Mỹ, có thể đón nhận 1,4 tỷ đô la lợi nhuận từ hiện tượng nhật thực lần này. Con số này gồm hơn 1,1 tỷ đô la từ chi tiêu bán lẻ, 685 triệu đô la từ ăn uống và 810 triệu đô la từ dịch vụ thuê khách sạn. Còn công ty nghiên cứu thị trường Mirror tính toán khoảng 12 triệu người Mỹ đã lên kế hoạch du lịch để được tận mắt chứng kiến nhật thực. Nhiều người Mỹ coi hiện tượng nhật thực năm nay là sự kiện duy nhất trong đời của họ, bởi sẽ phải chờ đợi thêm 20 năm nữa, tức là đến năm 2044, người Mỹ mới có thể chứng kiến lại sự kiện tự nhiên hiếm gặp này. Công Tùng, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới Munich Re của Đức vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh. Phóng viên Thế Dũng từ châu Âu sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Theo báo cáo mới nhất của công ty bảo hiểm Munich Re của Đức, các cuộc tấn công mạng đã gia tăng đột ngột trong những tháng qua, với hình thức tấn công mã độc tống tiền ransomware chiếm phần lớn. Các cuộc tấn công có xu hướng tự động hóa và cá nhân hóa, do kẻ tấn công có thể sử dụng thư điện tử lừa đảo và cuộc gọi điện thoại giả mạo do trí tuệ nhân tạo AI điều khiển để đánh lừa nạn nhân. Năm ngoái, số lượng cuộc tấn công nhắm vào các lỗ hổng trong quá trình phát triển và phân phối phần mềm đã tăng gấp đôi so với tổng số vụ xảy ra 3 năm trước. Cổng thông tin điện tử tích hợp dữ liệu Statista của Đức dự báo tội phạm mạng toàn cầu hàng năm sẽ gây tổn thất 13.800 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028. Tăng từ con số 8.150 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái. Khu vực tư nhân không thể xử lý những rủi ro an ninh mạng mang tính hệ thống nghiêm trọng như sự cố mất hạ tầng quan trọng hay thiệt hại do chiến tranh mạng. Bởi vậy, bảo hiểm an ninh mạng sẽ trở thành công cụ quan trọng để quản lý rủi ro. Thị trường bảo hiểm an ninh mạng toàn cầu được dự báo tăng lên khoảng 29 tỷ đô vào năm 2027. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu. Cảm ơn anh Thế Dũng. Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra mắt cẩm nang phòng chống giảm thiểu rủi ro từ tấn công ransomware, hay còn gọi là tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền. Sự cố ransomware tấn công vào hệ thống của hai doanh nghiệp lớn là VnDirect và PVOI cho thấy rõ mức độ nguy hiểm của phương thức này. Cẩm nang chỉ dẫn về cách khôi phục hệ thống sau khi phát hiện bị tấn công ransomware, đồng thời hướng dẫn cụ thể 9 biện pháp phòng chống giảm thiểu rủi ro như xây dựng kế hoạch sao lưu, phục hồi dữ liệu đối với hệ thống, thông tin quan trọng, giám sát liên tục phát hiện sớm các hành vi xâm nhập, chủ động tìm kiếm dấu hiệu tấn công, giả quét mã độc.